Ngay từ khoảnh khắc ôm con vào lòng, mẹ biết làn da của con cần được sự chăm sóc tốt nhất, nên mẹ chắc chắn mọi thứ chạm vào da con lần đầu cũng sẽ bảo vệ dịu êm như vòng tay mẹ. Bỉm Donny Kit với thiết kế mới nhất, in họa tiết sinh động toàn miếng bỉm, form chữ quy thông minh, ôm trọn mông bé tựa như một chiếc quần xinh xắn. Thiết kế thông minh không chỉ giữ cho bé luôn được thoải mái khi vận động, mà còn tạo cảm giác an toàn như vòng tay của mẹ. Bé sẽ luôn cảm thấy được yêu thương và chăm sóc tận tâm. Thiết kế Donny Kit còn nổi trội với tính năng khóa nấc cực kỳ thông minh, chống tràn tuyệt đối. Túi nếp thông minh giúp bạn dễ dàng bảo quản từng chiếc bỉm của bé, tránh trường hợp bị ẩm mốc gây hư hại cho sản phẩm. Donny Kit mang đến hệ thống thông gió tiên tiến cấp micro, giúp bé luôn cảm giác thoáng mát và thoải mái nhất có thể. Sử dụng công nghệ nano silicone và hạt ion Ag cộng, khử mùi và kháng khuẩn hiệu quả gấp 3 lần so với công nghệ thơm, và loại thấm hút siêu mỏng chỉ với 2mm, mềm mại, thoải mái và luôn khô ráo cho bé vận động. Sợi bông hữu cơ kháng khuẩn, đệm mây 4 chiều không lo hàng đỏ. Hạt SAP nhập khẩu Nhật Bản tăng độ thấm hút lên đến 1200ml trong vòng 1 phút, chịu nước lên đến 12 giờ, giúp bé khô thoáng cả ngày. Bổ sung lớp tinh chất Centella Asiatica lên lớp bề mặt, giúp chăm sóc và bảo vệ da bé một cách dịu nhẹ và an toàn nhất. Hành trình nuôi con, dẫu khó khăn và gian khổ, nhưng mẹ vẫn hết sức tự hào vì đã vượt qua. Vì mẹ biết, mẹ đã có Donny Kit đồng hành cùng con yêu. Để mỗi lần chạm sẽ thật dịu êm, mẹ hứa. Bao bọc con từng phút giây, mềm mại như vòng tay của mẹ. Donny Kit, thương hiệu tạ bỉm trẻ em đến từ Anh Quốc.